Hôm qua chót lỡ dại mua một đống xương rồng và sen đá, nên hôm nay sẽ quyết định làm một khu vườn toàn xương rồng và sen đá. Mua đại một đống như thế này này mà chả có ý tưởng gì hết. Bây giờ thì lại lục lọi đống rác của mình thôi. Tìm thấy cái bình nước muối và cái chậu nhìn cũng hay phết nhỉ. Mình cần một ít nỉ vụn, và đây là dụng cụ của mình. Có nhiều gom hết xuống. Bây giờ việc của mình là sẽ cắt đôi cái bình này ra, cắt khoảng 7 cm. Mình chỉ lấy phần đầu thôi, còn phần đuôi mình sẽ dùng để trồng cây khác. Đó, bây giờ tách làm đôi rồi đó. Mình nhìn xem cái bình này có những cái khía hình tam giác rất là đẹp. Mình sẽ lấy tấm nỉ màu trắng đo tất cả các cái khía đó và sẽ làm ra 6 cái hình tam giác vừa bằng cái khía như thế. Và bây giờ là mình dùng súng bắn keo để mình dính vào như thế này. Sau khi dán xung quanh mình xong thì mình làm cái viền cổ cho nó đẹp. Rồi bây giờ là còn lại những cái tam giác to thì mình sẽ lấy tấm nỉ màu đỏ cắt hình tam giác để gắn vào như thế này này. Các bạn đo cho chuẩn nha, nếu không sẽ bị hở, sẽ rất là xấu. Dùng tấm nỉ màu vàng để mọc căn nhà, sau đó vẽ cho nó một cái cửa, gắn cái cửa vào. Thêm hai cái cửa sổ nó thì xinh nhỉ. Vẽ thêm hai cái cửa sổ gắn vào, cho thêm bông hoa vào cho sinh động. Xong đó, mình đã xong một ngôi nhà, nhìn dễ thương không? Bây giờ là đến phần cây chậu. Cây chậu thì đơn giản hơn, mình sẽ dùng dây thừng quấn quanh, dùng vải bố quấn quanh thân chậu và đục cho nó mấy cái lỗ để thoát nước nè. Rồi bây giờ xong rồi, việc của mình bây giờ là sẽ bỏ sỏi, bỏ đất vào bên trong. Trải đều đất ra như thế này, đặt ngôi nhà vào giữa, trồng hai cây xương rồng hai bên. Sau đó là mình sẽ lấy toàn bộ sen đá, có nhiều sen đá trồng vô hết. Làm nhà mà không có đường đi vào nhà thì cũng kỳ, thôi mà làm một lối đường đi nè và rắc sỏi xuống. Thế là xong.